Gần 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 năm 2020, tại chốt kiểm soát khu vực chân đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, một thanh niên chạy xe SH đã vượt chốt kiểm soát ở đỉnh đèo để chạy hướng ra Bắc. Nhận được thông tin cấp báo có người cố tình vượt chốt, lực lượng liên ngành gồm công an, bộ đội biên phòng đã kịp thời đón lõng, áp sát và mời thanh niên lái xe SH vào chốt để làm việc. Sau khi kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã đưa thanh niên này đến chốt kiểm soát số 5 đặt tại trạm trung chuyển phương tiện qua hầm Hải Vân, đặt sát bên đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô. Tại đây, người thanh niên này khai tên Nguyễn Ngọc Hiển, 27 tuổi, ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Hiển khai có ý định đi ra tỉnh Thanh Hóa bằng xe máy nên cố tình vượt chốt kiểm soát. Sau khi buộc đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác minh một số thông tin liên quan về người và phương tiện điều khiển, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã buộc anh Hiển quay trở ngược vào phía Nam. Sau khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập tất cả 8 chốt kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều trên địa bàn huyện Phú Lộc, địa phương giáp danh với Đà Nẵng. Những người không được chấp thuận, cấp phép nhưng đi qua Thừa Thiên Huế khi bị phát hiện đều bị buộc quay lại nơi xuất phát. Ngày 6 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát công văn hỏa tốc nhắc nhở các đơn vị địa phương về tình trạng nhiều công dân từ các vùng có dịch trở về địa phương không được kiểm soát, khai báo tại các chốt vẫn còn xảy ra. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra để phát hiện và xử lý triệt để thực trạng này.